Dạ em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Phúc Sản Đặc Biệt năm nay. Thầy nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi em một cái căn nhà cấp 4 anh chị, giá rất là mềm, chỉ có là 280 triệu anh chị ơi. À, với vị trí là mặt tiền đường viên lộ 83 luôn. À, trên này có điện ba pha luôn chị thấy không? Có điện đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Với ngang mặt tiền là 8,5 m, chiều sâu là 38 nha. Nằm vị trí là hướng nam nha anh chị. Hiện tại cũng sổ này là sổ cũ, là sổ lúa nước nha, chủ bao cho mình là đất cây lâu năm nha anh chị. Địa chỉ cái căn nhà của mình á, là ở ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Từ cái vị trí căn nhà của mình á, đi ra tỉnh lộ 877B nè, trường học, ủy ban, trạm y tế chỉ có là 1 cây rưỡi số là tới rồi, rất là gần luôn nha anh chị. Đó, mình chạy một đoạn rồi phải ra tới tỉnh lộ anh chị ơi. Ở đây thì nhà cửa rất là sung túc anh chị ha. Còn từ ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị, mình đi về tới vị trí căn nhà mình cần mua là 85 km nha. Còn cái hướng ngược lại đường này thì mình liên thông ra đường huyện lộ là khoảng là 2 cây số là tới chị ha. Và qua rất là nhiều đường nhánh, đường đan ra tỉnh lộ 877B chị ha. Còn nếu mình ở thành phố Mỹ Tho, mình lên tới vị trí căn nhà mình cần mua là 40 km nha anh chị. Đường này là đường hiện tại là đường huyện lộ 83, đường đất xanh là 4 m nha. Cái đường này em có hỏi dân rồi thì chuyển lên là đường nhựa nha anh chị. Ở huyện Tân Phú Đông á, là ở đây là một cái còn rất là lớn anh chị ha. Nằm ở đây thì nếu mình qua đây mình mua thì phải qua cái phà Bình Ninh. Đó. Từ cái quốc lộ 50 mình qua tỉnh lộ 87 anh chị, mình chạy một đoạn tới cái phà Bình Ninh là qua đây là tới vị trí căn nhà của mình cần mua rồi anh chị nha. Thì cái phà rất là lớn, đi xe ô tô, xe tải mình lưu thông rất là dễ dàng nha anh chị. Rồi, để em chỉ cái chiều sâu bên tay trái luôn, rồi em sẽ chỉ bên tay trái, bên tay phải nha. Đây, cái hình giới từ vị trí đổ gào đây anh chị, đây, cây này. À, qua đây là 8,5 m chị ha. Hiện tại thì cái nhà mình đó thì nhà cấp 4 thôi, cũng cũ rồi. Mình tính đất thôi, không tính nhà anh chị ha. Giá rất là mềm, chỉ có là 280 triệu thôi chị. À, đây thì qua tới bên đây chị ha, cái nhà gấp ganh. Cái cổng thì đơn giản thôi, tại vì gia chủ rất là khó khăn. À, nhà đơn giản, không có làm cổng xe ô tô nha. Rồi, em sẽ đi vô từ từ, mình thông quan từng chi tiết nha anh chị. À, mình về mình làm hàng rào ranh giới là anh chị ha. Thì hiện tại thì gia đình có nói thì tên sổ thì có 8,5 m thôi, dài 38 anh chị ha. Nhưng mà thực chất thì đất mình nó dư anh chị. À, ngang là 11 m anh chị ha. À, 11 m, dài 38 nha anh chị. À, chủ cung cấp bên em cũng nói cho anh chị và cô chú mình nắm rõ luôn. Ở trước sân ở đây thì gia chủ đổ cát anh chị, chưa đổ bê tông chị ha. Còn cái nhà bên trong đây là toàn túp gô và dừng dách là bằng gỗ dừa chị ha, đơn giản thôi. Ở đây có một cái chỗ bê tông đổ đây để cái sân để uống trà buổi chiều đây chị ha, cho nó mát mẻ. Cái nhà này thì mình không tính, mình tính đất nha anh chị. Thì nếu mình mua thì nếu mình có điều kiện á, mình về mình bỏ cái nhà đi, mình làm cái nhà lớn hơn anh chị ha. Rồi, em xin mời chị nha, em sẽ đi vô bên trong mình thông quan từng chi tiết ha. Nào, về mình làm hàng rào ranh giới là đẹp anh chị ơi. Đó, đây là thẳng cửa sau. Hiện tại thì đã có sổ sẵn anh chị ha. Sổ này cũng sổ cũ hả chị, 2018 anh chị ha. À, bên trong thì căn nhà thì cũng đơn giản hả chị. Đây, bên trong đây. À, bên trái bên phải đều dùng dách hết anh chị ha. Bên phải thì là lợp dách lá, còn bên trái là cưa bằng gỗ dừa anh chị. Toàn bộ cái nhà của gia chủ chị chưa có đóng lọc không anh chị ha. Rồi em sẽ đi ra không gian phía sau và em chỉ ranh giới cuối cùng luôn cho quý hàng mình nắm rõ nha. Ở đây thì phòng ngủ cũng đơn giản thôi anh chị ha. À, hai chồng thì cũng ở rất lâu rồi. À, chưa có sửa nhà lại nữa chị ơi. Giờ kẹt tiền phải bán luôn chị ơi. Giá thì rất là mềm, chỉ có là 280 triệu thôi. Sở hữu một cái căn nhà
nằm ở mặt tiền đường quyện lộ 83 luôn. Đây cái giường ngủ thì ở đây thì dân mùng chị, tại khu này thì muỗi rất là nhiều chị ha, nếu mà không dân mùng ngủ là có thui à, đốt anh chị ơi. À, đây là không gian phía sau thì gia chủ cũng có nuôi một số gà trống chị ha, ở phía sau đây à, màu đỏ màu trắng à, rất là nhiều màu luôn chị, rất là đẹp. Phía sau thì mình làm gào lên chị ha, phía sau cũng chưa có thằng gào luôn chị nha, chứ ranh giới thôi. Đó, nhà đơn giản thôi anh chị. Đây chỗ có thiết kế một cái bồn chứa nước trong đây nè chị ha. Đó, nhiều cúp điện cúp nước anh chị có sử dụng cái bồn nước trong đây nha. Nhà đơn giản thôi. Thì em thấy cũng hơi xuống cấp rồi đó. Thì nếu mình có mua thì anh chị có điều kiện chị thể mình bỏ cái nhà đi mình làm cái nhà mới chị ha. Rồi mình làm hàng gào ranh giới thôi là đẹp thôi. À đây thì có một sàn nước rất là to đây nè, có mấy cái thập lưu à, ngoài đây ở tên cũng là bằng cây hết anh chị ha, chứ không có là đổ bê tông nha anh chị. Ở nhà cũ rồi, đơn giản thôi. Đây là trước cũng nuôi một số gà đây nè, nguyên cái chuồng lớn đây anh chị, đã bán hết anh chị ha. Đất mình cũng dài chị ha, dài 38 mét lận. Mà ở đây có lộ giới chị, lộ giới đường này thì rất là sâu. Đó. Lộ giới đây là 21 mét anh chị ha. Nhưng lúc sau còn được mười mấy mét. Đó. Còn nếu mình muốn lên thổ cư á, thì mười mấy mét đó mình lên thổ cư được bình thường anh chị nha. Đây cũng có hai cái thập lưu bằng bê tông đó chị. Đây. Là chuyện nước mưa đây là hứng đây nè, để sử dụng anh chị ha. À, là dài phía sau đây thì trồng một số xả à. Còn bên trên phải mà đây thì cũng có cái gạch anh chị, gạch là nối ra cái sông lớn anh chị, sông Mekong anh chị à, thẳng ra khoảng 100 mét rồi tới sông Mekong rồi à, cái đầm á anh à, vậy hả à, thấy cái nó cũng rộng quá rồi của gạch chứ. Dạ vậy hả. Dạ đây là trước nuôi gì gà mà đây luôn anh, cái chuồng gà mà đây luôn hả, nuôi gà nhiều chứ hả? Ờ, nuôi nhiều lắm, đây nuôi căn này nó à. Nuôi gà này gà đá anh đá. Dạ ở đây lúc trước thì anh cũng nuôi đây gà nó nhưng mà bán bớt rồi đó. Rồi để em chỉ ranh giới cuối cùng luôn cho quýt hàng mình nắm nha, còn đây cũng y chang cái nãy em nói luôn anh, là cái đất của mình cũng đầm luôn là... à còn cái mấy tên này đầm luôn. Dạ cái đầm luôn ha. Đây là cái đầm anh chị ha, đó mà làm gào thẳng theo tay em nè anh chị, nên chị thấy mênh mông vậy, tại đất đây xưa giờ đó không phải là chưa qua đầu tư chị ha, nên mình mua rất là rẻ anh chị. Đây trên giới tới đây chị ha, bên tay trái nè, chiều sâu bên tay trái nè, thẳng bên kia đầu đuôi bằng nhau nha chị ha, 8,5 mét chị ha. Nên anh nói là đất dư mình khoảng 11 mét phải không, sổ mình có 8,5 mét thôi gì, ngang 11 mét. Dạ. Dài 4 mấy mét nữa. Vậy hả, 4 mấy hả, vậy là cũng đúng, phía sau cũng còn dư nữa ha. Ờ, còn dư nữa. Dạ. Nhưng mà thì mua đi thì thương lượng lại sao đó, mình coi nè, ở thì sao. Dạ dạ, thì em nãy em nói cái tên diện tích tên sổ, còn nãy anh nói đem đất dư gì đó thì cái đó về khách mua mình cho luôn cái gì anh, đất dư đó. Để coi sao mua. Dạ. Rồi, để đem tạm dừng video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái căn nhà cấp 4 nằm ở huyện Tân Phú Đông. Tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình à, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chính chủ ký gửi một lần nữa nha, chỉ có là 280 triệu thôi, sở hữu một cái căn nhà cấp 4 à, nằm ở đường huyện lộ 83 luôn à, xe ô tô xe tải mình lưu thông luôn nha. Quý khách hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giùm hình để tương tác với em, có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ giá đầu tư cho anh chị và cô chủ ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.